Xin chào tất cả anh chị các bạn. Phan Anh tiếp tục hướng dẫn cho các anh chị các bạn trong cái chương trình là xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet để giúp anh chị và bán hàng trong cái thời kỳ 4.0 hiện nay. Thương hiệu cá nhân rất là quan trọng và giúp các anh chị và các bạn có thể sử dụng thương hiệu cá nhân để kiếm tiền, để kinh doanh, để bán hàng, để gọi vốn, để tạo nhóm, tạo team rất là tốt, đúng không? Thế thì một số những cái lời khuyên, một số những cái tuyệt chiêu, một số những cái cách thức để các anh chị và các bạn có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân cách nhanh chóng. Thì đây là một cái bài học bổ sung kết hợp cùng cái bài học là 10 lời khuyên xây dựng thương hiệu cá nhân mà tôi đã trình bày. Các anh chị có thể xem trong cái bộ khóa học này. Thế thì ví dụ như là đây là một số cách mà người ta làm, tôi thấy là rất hiệu quả, các bạn có thể tham khảo. Chẳng hạn như là các bạn có thể viết một cuốn sách, hoặc là các bạn có thể dịch một cuốn sách, mua bản quyền một cuốn sách các bạn đăng. Các bạn làm dịch giả, hiện nay các nhà xuất bản họ làm cho chúng ta hết. Thế thì tất nhiên là một cái cuốn sách thì có những người viết rất tốt nhưng cũng có những người viết rất lởm. Tôi biết là có những cái cuốn sách rất lởm xong định giá thật cao, làm màu, làm mè, thì tôi không đánh giá, nhưng mà tôi đang nói là một cái phương pháp là như vậy. Và thực tế là đây là một cái phương pháp cũng rất là hay, thì các bạn nên quan tâm tự viết, thuê trả tiền bản quyền, thuê dịch vân vân, sau đó đóng tên của mình vào. Đấy cũng là cái cách người ta làm. Thị trường thì nó cũng tương đối là đa dạng, có cung thì có cầu. Chúng ta cũng không biết được là liệu đây có phải là tác giả viết hay không, hay tác giả này đi copy ở đâu, hay tác giả này nhặt nhạnh ở đâu, hay tác giả này dịch ở đâu. Nhưng hiện nay tôi thấy rất là nhiều người làm, đặc biệt là trong cái lĩnh vực diễn giả thì rất là nhiều người làm. Họ thường có một cái đầu sách của họ và họ sẽ bám theo cái đầu sách đấy, họ bán một số thứ. Thế thì bản thân tôi cũng có sách, đây các bạn nhìn thấy đây, sách đây. Thế thì tôi có làm theo cách như thế không? Thì câu trả lời của tôi là có, tức là tôi cũng ra sách. Thế nhưng mà cũng phải nói thật là sách của tôi thì sách các nhà xuất bản họ đặt hàng, họ viết rất là chỉn chu. Ví dụ như cái cuốn sách này là xuất bản năm 2015, viết cũng lâu rồi. Các bạn thấy đấy là dài khoảng gần 300 trang, viết rất là chi tiết. Thế còn cái cuốn sách này, cuốn sách mà dài 430 trang khổ A4, rất là dày, rất là chi tiết. Và họ, nhà xuất bản họ xuất bản đến 15.000 cuốn họ bán rồi. Tức là họ phải bán được thì họ mới xuất bản. Tôi là tôi viết sách để kiếm tiền, chứ không phải tôi viết sách để làm phim, làm màu. Tất nhiên là cái việc làm phim, làm màu là cần thiết. Nhưng mà khi người ta đọc sách mà người ta thấy kiến thức nó quá tệ thì đấy lại là một cái điều mà một cái điều là tạo ra cái phản ứng ngược. Có những người muốn kiếm fame thì người ta cũng có thể làm như vậy. Thì các bạn cố gắng cân đối giữa việc là xây dựng thương hiệu và chất lượng của cuốn sách, bởi vì một cuốn sách tốt nó sẽ giúp cho chúng ta có thương hiệu lâu bền, một cuốn sách không tốt thì nó sẽ giúp chúng ta có cái thương hiệu nó không lâu bền, hoặc thậm chí là tác dụng ngược. Đấy. Tiếp theo đấy là chúng ta cũng có thể là kết hợp với một vài người nổi tiếng. Chúng ta có thể kết hợp với showbiz, kết hợp với cầu thủ bóng đá, hay là kết hợp với những người mà có nhiều lượt theo dõi vân vân, đúng không? Chúng ta cũng có thể bày tỏ những cái quan điểm của mình, ủng hộ, phản đối một cái vụ việc gì đó, hay một cái chủ trương, một cái chính sách gì đó, hay một cái luận điểm nào đó của những người nổi tiếng khác, hay là của các cái cơ quan khác. Đây là cái cách mà tôi thấy là hiện nay cái cộng đồng mạng người ta sử dụng rất là tốt. Nhân những cái vụ việc này kia bắt đầu họ thể hiện là họ rất là quyết tâm, họ rất là quan tâm đến cộng đồng. Cái đấy thì cũng có thể là xuất phát từ cái tâm của họ thật, cũng có thể là đấy là một cái cách té nước theo mưa, cũng có thể đấy là một cái dạng tin giả hay trào lưu gì đó, thì ta cũng không đánh giá chi tiết, nhưng tôi đang nói đấy là một cái cách làm. Thế còn tùy thuộc vào cái sự thật nó là gì, đúng không? Và chúng ta cũng có thể là gì, trở thành một cái chuyên gia đầu ngành, hàng đầu trong một cái lĩnh vực mà chúng ta theo đuổi. Đấy, ví dụ như bạn làm thời trang thì bạn phải trở thành một chuyên gia thời trang. Bạn làm huấn luyện con người thì bạn phải làm stylist, bạn phải biết về tâm lĩnh sinh lý vân vân. Bạn bán mỹ phẩm thì bạn phải trở thành một beauty blogger, ví dụ thế. Hay là bạn trở thành một chuyên gia làm đẹp, thì tôi nghĩ đấy là cái điều rất là tuyệt vời chúng ta có thể hướng tới. Hoặc là chúng ta phải làm content thường xuyên liên tục và chăm chỉ hơn người khác.
liên tục kiên nhẫn thì đấy là cái bí quyết mà chúng ta cũng có thể xây dựng thương hiệu cá nhân một cách nhanh chóng hơn. Hoặc là chúng ta cũng có thể là kết hợp với đài truyền hình, kết hợp với báo chí, kết hợp với các series PR, kết hợp với chương trình quảng cáo, kết hợp với các cái đội ngũ truyền thông để đẩy cái thương hiệu của chúng ta lên nhanh. Ví dụ như chúng ta có thể ra sách liên tục, chúng ta có thể ra khóa học liên tục, chúng ta có thể ra content liên tục, chúng ta có thể làm talk show, chúng ta có thể tổ chức các cái phễu khóa học, hàng trăm người, hàng nghìn người học miễn phí. Tất nhiên là tất cả những điều đấy cũng kéo theo chi phí công sức, chứ không phải dễ dàng gì đâu. Nên là chúng ta cũng hết sức lưu ý. Thì có rất nhiều cách để chúng ta làm, để chúng ta chia sẻ cái việc đó, đúng không ạ? Thì đấy là một số những cái tuyệt chiêu kết hợp thêm với cái bài học là 10 lời khuyên. Thì các bạn xem thêm để các bạn có thể lựa chọn cho mình một số những cái tuyệt chiêu tốt nhất để chúng ta có thể phát triển thương hiệu một cách nhanh hơn và tốt hơn. Xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo.